Nếu trong video trước, chúng mình đã điểm qua danh sách một số cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí đã tan vỡ sau vài năm kết hôn, thì trong video hôm nay, chúng mình sẽ nói về một số cặp đôi nổi tiếng đã vượt qua thử thách thời gian và duy trì cuộc hôn nhân bền chặt trong làng giải trí hoa ngữ đầy biến động nhé. Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân. Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân là một trong những đôi vợ chồng trẻ nhận được nhiều sự yêu mến, đặc biệt là từ truyền thông và công chúng. Không chỉ vì tài năng diễn xuất được khẳng định qua các bộ phim, mà đời sống hôn nhân bình lặng cùng tình yêu ngọt ngào tựa như chuyện cổ tích cũng giúp cặp đôi ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Lần đầu tiên gặp gỡ vào năm 2010, khi đó, Đường Nghệ Hân vẫn chưa quá quen thuộc với đường xá Bắc Kinh nên đã vô tình đụng phải ô tô của Trương Nhược Quân. Cũng vì thế mà cả hai phải để lại phương thức liên lạc cho đối phương, lưu lại ấn tượng không mấy tốt đẹp về nhau, cứ tưởng hai người sẽ trở thành oan gia thì bất ngờ thay, họ lại gặp nhau ở buổi tiệc của một người bạn. Tại lần gặp gỡ thứ hai này, dưới sự ra sức giảng hòa của mọi người xung quanh, cả hai đã bắt tay bỏ qua chuyện cũ và quyết định trở thành bạn bè. Sau một thời gian dài, Trương Nhược Quân vô tình gặp lại Đường Nghệ Hân ở một cửa hàng lẩu. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên môi cô gái nhỏ, trái tim chàng trai họ Trương đã có chút loạn nhịp, dường như hạt mầm tình yêu vừa được gieo trồng. Cũng từ lần gặp gỡ thứ ba này, tình bạn của họ bắt đầu có chút đổi thay, đưa nhau tiến đến tình yêu. Duyên phận quá đỗi kỳ diệu, bởi khó có thể tin được những tình tiết tưởng chừng chỉ xuất hiện trên tiểu thuyết, phim ảnh lại ứng nghiệm vào số mệnh của Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân. Năm 2017, sau 6 năm bên nhau, cặp đôi chính thức công khai tình cảm. Trên trang cá nhân, Trương Nhược Quân chia sẻ, thời gian ban tặng cho chúng ta một người thương yêu và em đã tặng cho anh thời gian. Còn Đường Nghệ Hân thì cũng đáp lại rằng, thời gian trôi đi, em vẫn yêu anh như thuở ban đầu. Năm 2019, sau gần 9 năm bên nhau, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng. Trong bài đăng công khai về đám cưới, Trương Nhược Quân hạnh phúc viết, cùng nhau cười cả đời này nhé. Tháng 5 năm 2020, Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân đón chào con gái đầu lòng, kết tinh tình yêu đẹp của cả hai. Cuộc hôn nhân của cả hai kín tiếng nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào và tình cảm. Trong giới giải trí hỗn loạn, khi có quá nhiều cặp đôi hợp tan, tình cảm của Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân vẫn mặn nồng như thuở ban sơ, tựa viên ngọc quý vững bền theo năm tháng. La Tấn và Đường Yên. Đường Yên và La Tấn chính là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ lãng mạn và ngọt ngào nhất làng giải trí hoa ngữ. La Tấn và Đường Yên lần đầu tiên kết duyên trên màn ảnh với nhau trong bộ phim Loạn Thế Giai Nhân, một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng không có kết thúc hạnh phúc đã khiến nhiều khán giả day dứt và thổn thức. Cũng từ đây La Tấn và Đường Yên bắt đầu tìm hiểu, vun đắp tình yêu lớn dần từ đây. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai luôn phủ nhận tin đồn hẹn hò, thay vào đó họ chỉ nhận là bạn thân. Cả hai chỉ dần dần nảy sinh tình cảm với nhau sau khi quay bộ phim Cẩm Tú Vị Ương và công khai hẹn hò vào cuối năm 2016. Sau 2 năm tìm hiểu, hai người tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của đồng nghiệp và người hâm mộ. Không chỉ một lần, cặp đôi Đường Yên và La Tấn đã có tới 4 lần đóng phim chung. Trải qua nhiều lần hợp tác, họ từ người tình màn ảnh đã thật sự về chung một nhà, điều này khiến không biết bao người hâm mộ cặp đôi vui mừng. Sau đám cưới ngọt ngào vào tháng 10 năm 2018, cặp đôi đã nhanh chóng lên kế hoạch sinh con. Vì kế hoạch làm mẹ, Đường Yên chủ động rút lui khỏi một số dự án và từ chối lời mời góp mặt trong các sự kiện. Khoảng thời gian sau đó Đường Yên đã lui hẳn về hậu trường, chăm sóc gia đình con cái để La Tấn phát triển sự nghiệp. Đến khi con cứng cáp cô mới nhờ cha mình chăm sóc để bản thân quay lại với công việc. Đường Yên tâm sự, ngay từ khi kết hôn, chúng tôi đều hiểu rằng việc cả hai thường xuyên phải sống xa nhau là điều rất bình thường. Chính vì vậy, mỗi khi có ngày nghỉ, cả hai đều dành toàn bộ thời gian bên nhau. Chúng tôi coi thời gian bên nhau vô cùng quý giá và luôn trân trọng điều đó. Cao Viên Viên và Triệu Hữu Đình. Cao Viên Viên và Triệu Hữu Đình bén duyên khi đóng phim Tìm Kiếm của đạo diễn Trần Khải Ca vào năm 2011. Dù chênh lệch tuổi tác, độ phản ứng hóa học của cặp đôi này trong phim khiến khán giả đứng ngồi không yên. Tuy nhiên trái ngược trên phim, khi cặp đôi chính thức xác nhận tin tức hẹn hò đã vấn phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng và gia đình hai bên. Thời điểm đó, Cao Viên Viên là một ngôi sao hạng A của màn ảnh hoa ngữ, còn Triệu Hữu Đình vẫn là gương mặt mới, bỡ ngỡ trong làng giải trí. Vào tháng 6 năm 2014, đám cưới của Cao Viên Viên và Triệu Hữu Đình được diễn ra mà không có sự chúc phúc từ gia đình chú rể và fan hâm mộ. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh cho tình yêu của cả hai người giữa những thông tin tan vỡ của hàng loạt cặp đôi của làng giải trí hoa ngữ. Mối tình của Cao Viên Viên và Triệu Hữu Đình vẫn ngọt ngào như thửa ban đầu và ngày càng viên mãn hơn khi chào đón thêm thành viên mới cho tổ ấm nhỏ của họ. Trong suốt những năm bên nhau, mỗi lần xuất hiện, cả hai đều dành tặng cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, khiến không ít người ghen tị qua từng cái ôm bịn dị, cõng nhau ra khỏi bãi đỗ xe. Thậm chí,
Dù ông xã liên tục hợp tác với những nữ diễn viên xinh đẹp hàng đầu nhưng hiếm khi dân tình thấy Cao Viên Viên nổi hứng ghen tuông. Giữa những thông tin tan vỡ của hàng loạt cặp đôi của làng giải trí Hoa ngữ, mối tình của Cao Viên Viên và Triệu Hữu Đình vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu và dường như nằm ngoài sự xô bồ, phức tạp của showbiz. Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như. Hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như luôn là chủ đề được quan tâm. Cặp đôi từng nhiều lần bị đồn đoán ly hôn hay ép cưới nhưng bỏ qua mọi dư luận. Họ vẫn đồng hành bên nhau trong suốt 7 năm và có kết tinh tình yêu là cô công chúa có biệt danh là Cá Heo Nhỏ. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quen biết nhau lần đầu vào năm 2006 khi hợp tác trong dự án Tàu Điện Ngầm. Sau khi đóng máy, cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Từ thời điểm 2008 đến 2012, cặp đôi thường xuyên vướng phải tin đồn hẹn hò, phim giả tình thật. Tuy nhiên, dù truyền thông có cố gắng ghép đôi đến mấy, cả hai vẫn một mực phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè. Mọi tin đồn cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng khi cả hai sau đó cũng đã công khai người yêu. Người đồng hành với Lâm Tâm Như khi ấy Lâm Chí Dĩnh, còn Hoắc Kiến Hoa cũng có đoạn tình cảm ngọt ngào với Trần Kiều Ân. Khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đều trở thành người độc thân sau mối tình tan vỡ, đi một vòng dài, cả hai mới nhận ra tình yêu đích thực vẫn luôn ở gần mình suốt bấy lâu nay. Vào ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc năm 2016, cặp đôi khiến làng giải trí chấn động khi thừa nhận yêu nhau sau 11 năm làm bạn. Đến cuối tháng 7 thì tổ chức đám cưới ở đảo Bali, Indonesia. Hai tháng sau hôn lễ, Lâm Tâm Như thông báo chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Trong suốt thời gian yêu và khi kết hôn, Lâm Tâm Như dính nhiều tin đồn thất thiệt như cô gài bẫy Hoắc Kiến Hoa, buộc anh phải làm đám cưới dù yêu Trần Kiều Ân. Hai diễn viên không lên tiếng vì tin đồn, hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn hạnh phúc sau gần 8 năm về chung một nhà. Trong một chương trình trò chuyện của Trung Quốc, Lâm Tâm Như đã thông qua việc trò chuyện trực tiếp trước máy quay và bày tỏ với khán giả rằng kết hôn với Hoắc Kiến Hoa là điều hạnh phúc nhất với tôi. Đặng Siêu và Tôn Lệ. Tôn Lệ và Đặng Siêu là cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì showbiz hiện nay. Tình cảm của Đặng Siêu và Tôn Lệ chớm nở khi đóng chung phim Hạnh Phúc Như Hoa năm 2005. Năm 2010, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn, trở thành người một nhà. Năm 2011, cả hai tổ chức đám cưới khi Tôn Lệ mang thai. 10 năm đồng hành bên nhau, Đặng Siêu và Tôn Lệ giúp đỡ nhau từ công việc nhà đến những quyết định trong công việc. Nổi tiếng trong nghiệp diễn nhưng không vì thế mà cặp đôi Đặng Siêu và Tôn Lệ bị ánh hào quang và các giá trị ảo của làng giải trí làm cho mờ mắt. Câu chuyện tình yêu và tổ ấm của cặp đôi luôn khiến mọi người tin vào hạnh phúc đích thực. Bất chấp việc sinh con có thể ảnh hưởng đến việc thăng tiến sự nghiệp, nương nương Tôn Lệ lại sinh hai con cách nhau chỉ 3 năm, nữ diễn viên cũng chia sẻ cô chưa bao giờ hối hận về điều đó. Khác với nhiều cặp nghệ sĩ đại gia của làng giải trí Hoa ngữ, thường xuyên khoe khoang về cuộc sống giàu có, sang chảnh. Hầu hết hình ảnh mà Tôn Lệ và Đặng Siêu chia sẻ cho người hâm mộ là những khoảnh khắc giản dị, đầm ấm, vui nhộn bên gia đình như ba mẹ con Tôn Lệ tinh nghịch phủ đầy lá rụng lên người Đặng Siêu. Vợ chồng dìm hàng nhau, con gái nhỏ tô móng tay cho bố, vợ chồng cưng nựng con gái, cùng làm đồ gốm hay cảnh bố con trèo lên cánh cửa để gây cười. Thích Vy và Lý Thừa Huyễn. Năm 2012, Thích Vy và Lee Seung Hyun, tên tiếng Trung là Lý Thừa Huyễn, gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Một Tôi Khác Thế Giới Này. Chuyện tình của họ không thực sự được công chúng ủng hộ. Năm 2014, Thích Vy và Lee Seung Hyun bị bắt gặp cùng sang Brazil xem World Cup. Sau đó, cặp đôi chính thức thông báo trên Weibo rằng họ đang hẹn hò. Thậm chí trên trường quay, Thích Vy còn thản nhiên nói đã đưa Lee Seung Hyun về gặp bố mẹ. Chuyện tình cảm của CAP đôi nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Nhiều người tò mò về cuộc tình xuyên biên giới của hai người. 3 tháng sau khi thừa nhận tình cảm, Thích Vy và Lý Thừa Huyễn tổ chức đám cưới tại Mỹ. Sau đó không lâu, Thích Vy chính thức hạ sinh con gái đầu lòng và đặt tên ở nhà là Lucky. Cô bé càng lớn càng có gương mặt và tính cách giống hệt Thích Vy. Khác với nhiều gia đình khác khi chồng là người ra ngoài kiếm tiền vợ ở nhà nội trợ, thì Thích Vy mới là người ra ngoài kiếm tiền, còn Lý Thừa Huyễn khi đó lại ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con gái. Nam ca sĩ K-Beat cho rằng tuổi nghề của phụ nữ ngắn hơn đàn ông nên mới để vợ ra ngoài theo đuổi đam mê. Nhiều người bất ngờ trước quyết định của đôi vợ chồng. Tuy nhiên, Lý Thừa Huyễn không hề mặc cảm với vấn đề này. Đến khi con gái Lucky được 7 tuổi và bắt đầu đi học, Lý Thừa Huyễn mới trở lại với sự nghiệp. Sự hy sinh của ông xã khiến Thích Vy cảm động và càng yêu chồng hơn. Hiện tại, vợ chồng Thích Vy và Lý Thừa Huyễn đang là cặp đôi hot nhất nhì showbiz. Đặc biệt, sau khi tái xuất trong chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai, Lý Thừa Huyễn bất ngờ trở thành sao nam rất được yêu thích. Kéo theo đó, hôn nhân của vợ chồng Lý Thừa Huyễn và Thích Vy được mọi người ngưỡng mộ. Hiện tại, cả hai đã đón thêm một em bé vào năm 2022 và có cuộc sống vô cùng viên mãn.
Còn bạn thì sao? Bạn có cảm nhận như thế nào về những chuyện tình đẹp như mơ này? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!